Thì bản tên là Hoàng Thu cũng đâu làm gì anh đâu mà anh quay tôi. Tôi đâu phải đang trộm cắp đâu mà anh quay tôi. Đúng không? Mà anh làm việc cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Phải chi bán mà cả ngày ngồi đây bán cái gì? Tôi nói hẳn với anh nè, má anh dẹp tôi được thì nè, má anh nhớ cái con đường này nè. Anh phải dẹp hết cho tôi. Còn mấy chỗ kia mà không dẹp á là anh ăn chịu hay là gì? Mà không dẹp mà anh rủ vô nên dẹp tôi. Cái xe hết rồi. Mà không nói gì. Dĩ hè chung cư anh lấy kêu rồi, chung cư đây. Dạ anh nói chung cư không đuổi anh nghĩa là tôi phép bán. Hỏi gì nữa tới đó đủ rồi. Sao? Không nói gì. Sao vậy? Không giang hộ đâu tới đây. Không có giang hộ chứ, không có giang hộ chứ. Xử lý nào, không muốn nói gì. Anh kêu tôi dẹp thì tôi dẹp. Tôi nói rằng là nó chung cư mà mất con rồi là xong. Gom lên, anh vừa đứng đây chờ. Đúng em dẹp với lại làm gì mà mắm mắm anh cho em xử lý sai thì xử lý nào rồi xử lý sai giờ anh sai giờ chứ có cho anh xử gì em cho tôi đây ông muốn cãi ông muốn làm gì đây ông muốn cãi gì ông muốn cãi không cứ lên cái lên muốn ăn cái gì anh làm gì anh chết gần đây vậy ông muốn vậy anh kêu ai đây nè anh nói anh nè anh kêu ta dẹp người ta dẹp đàng hoàng người ta không có chống anh nhớ chị ông sai tôi xử lý anh à anh đừng có nói này sai cái gì hết sai em đừng có nói gì á đây để làm gì tại đứng em đi khai nè không ăn tôi đứng ở đâu không được cũng ăn cái gì không ăn ông để ra ông để này ông để về anh đi về ông để về anh kêu em dẹp đàng hoàng ông sai tôi nhắc bao nhiêu lần anh nhắc bây giờ anh nói nè bây giờ anh nói chung cư đầu cho ông kêu chung cư xuống đây anh nói nè cái vỉa hè này là của chung cư đúng không nó không mua bán trời ơi trong gì anh kêu người ta dẹp chứ trong gì đứng ở đây mày cãi mày lại về ta cãi gì thì ta la cái gì nãy giờ anh có cãi không nãy giờ tao kêu anh dẹp sao anh không dẹp thì tôi đang dẹp rồi tôi ăn qua tôi không dẹp anh không thấy rõ gì đâu tôi đang dẹp mà sao nói lúc đầu không dẹp thì em đã dẹp rồi đó chứ phải từ khi lúc đầu em nói em cãi hay gì em chưa có chữ ai chưa có chữ trong đây mới này có chữ trong đây.